Đây, mọi người sau khi mà nấu cái máy sửa hạt này, mọi người có nghĩ là nó có dễ vệ sinh hay không? Nè, sau khi mà Dung nấu sửa hạt thì cái phần đọng lại nó còn ở trong này thì rất là dễ vệ sinh nha mọi người. Đây hôm nay Dung sẽ hướng dẫn mọi người một cách vệ sinh. Thứ nhất là đối với bên ngoài của máy thì mình chỉ cần dùng khăn ướt mình lau thôi. Nha, mình lau. Nếu mà nó có dính dơ gì ở những cái chỗ này thì mình chỉ cần lau vậy thôi. Bởi vì sao? Ở đây nó có cái phần điện, có những cái đế máy mình không bao giờ mình rửa bằng nước rồi, mình có thể lau bằng khăn ướt là ok rồi ha. Rồi còn cái phần này á thì mình chỉ rửa vệ sinh ở phần trong này là tốt nhất, và nếu ở ngoài này mình có vệ sinh thì mình dùng khăn mình lau, bởi vì ở phần dưới đáy này nó có cái phần tiếp điện, cho nên nếu mà mọi người nhúng hết cái này vào điện á thì cái máy nó sẽ rất là dễ bị hư, nó dễ bị chạm. Mình chỉ cần dùng khăn ướt mình lau chỗ này thôi. Còn ở đây thì nó sẽ có chức năng vệ sinh rất là đặc biệt của máy Kali ha. Rồi là mình sẽ cho nước vào nha. Đó, và mình chọn chức năng vệ sinh. Đó, đây mình chọn chức năng vệ sinh nha. Đó là máy nó sẽ bắt đầu vệ sinh nha. Rồi mình thấy không, đang đun có nghĩa là ở đây với cái chức năng vệ sinh này nó sẽ đun nước lên một cái nhiệt độ nhất định. Chẳng hạn như mọi người thấy ở đây nó có báo nhiệt độ đang nhảy nè. Hồi nãy là nước ở nhiệt độ 36 độ. Bây giờ nó nhảy lên đến 50 độ C nha. Mọi người thấy không? 50 độ ở đây nó có hiện cái nhiệt độ mà nó nhảy lên nè. Rồi bắt đầu nó xay, nó sẽ xay giống như cái chức năng sinh tố vậy đó. Cho nên đó là mọi người á nấu sữa hạt, mọi người nấu súp thịt nó vẫn sau khi vệ sinh xong ấy nó rất là sạch và nó khử mùi khử khuẩn, không còn cái mùi của cái đợt nấu trước, cho nên nó rất là ok luôn. Nó sẽ đun sôi tới 60 độ C mọi người ha. Nước nó sẽ đun sôi đến 60 độ C, sau đó là nó sẽ cái rồi sau khi mà nó đã vệ sinh xong rồi thì mình đem máy qua bên này rửa thôi. Rửa cái này thôi. Rồi, nếu mọi người thấy trong này nó làm cho nóng với nhiệt độ là 60 độ rồi. Cho nên là sau đó mình sẽ đổ cái phần bã này đi. Rồi đó là mình rửa sơ bên trong này là xong ha. Rồi mọi người xem Dung rửa cái này nha. Là Dung sẽ có một cái cây cọ chuyên để Dung rửa ly với lại Dung rửa cái máy hạt. Tất cả các máy hạt trên đều dùng cái cọ này hết. Thì nếu mọi người không dùng cái cọ này mọi người có thể dùng cái miếng rửa gì đó. Nhưng mà mọi người cẩn thận bởi vì ở trong nó có cái lưỡi xay ha. Nó có cái lưỡi xay cho nên là mình cẩn thận kẻo tránh mình bị đứt tay á. Đó, thì ai mà không dùng cái cọ này rất là xịn nha mọi người mua cái cọ này nó rất là bền. Mình mua cái cọ này mình dùng rửa ly nó không có bị trầy ly, và Dung có giờ Dung sử dụng máy móc á, mà cần rửa như vậy nè, là Dung dùng cọ này hết, cho nên máy này Dung nó rất là mới, Dung xài nhiều nhưng mà máy mới lắm luôn ấy, cái tinh luôn, vì Dung xài rất là kỹ, nè thấy không? Mọi người rửa vậy là nó sạch rồi đó, còn cái nắp thì mình cứ rửa bình thường thôi, mình lấy cái nước xà phòng cái này nè, mình rửa thôi. Đó, ở trong mình chỉ cần rửa như vậy nha. Đó. Nó rất là sạch, mọi người xem đây. Bởi vậy khi mà mua cái máy Kali này á, nó là cực kỳ ưng ý, từ tất cả các chức năng cho đến cả cái chức năng này thì mình cũng phải không phải chê vào đâu được hết luôn. Đó, mọi người thấy không? Sạch bóng luôn, sạch mới keng mới. Đó, rồi mình đắp lên thôi, mình đắp mình cho nó béo thôi.